đây là tác hại cho những ngày giãn cách nè, ở nhà không có gì làm và lại lướt Shopee, sau đó lại thấy nhiều mẫu xinh, thế là mình quyết định là mình sẽ đặt một số case cho điện thoại của mình nè. Ngoài ra có case AirPods nữa, mọi người xem mẫu nó như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ có hai em case điện thoại rất là xinh như thế này, do là mình thích màu vàng cho nên mình order đó. Còn em kia là tại vì quá là xinh cho nên là mình cũng không cầm động lực. Đây là một em đi kèm với em này, nó có dạng như là giá đổi điện thoại cho mọi người, mình thấy xài cũng rất là tiện nữa, dùng để kiểu như là khi mà mình bấm điện thoại mình có thể giữ được điện thoại. Dĩ nhiên là em kia cũng không thể thiếu được, nó cũng có một em giá đỡ cho cái mẫu đó, do là mình thấy cả hai bộ này đều có một em giá đỡ cho nên là mình quyết định là mình mua, bởi vì nó khá là tiện cùng bộ với nhau luôn. Và tiếp theo đó chính là em case cho cái AirPods của mình rồi. Đây là em đầu tiên, nhưng mà mình sau khi mình tháo ra và thử thì mình thấy là mình hơi bị thất vọng một tí mọi người, do là không thể gắn sát được vô cái AirPods của mình. Đây mọi người xem nè, nó cũng kiểu như là không kích được, với lại nó hơi bị, nói chung là hơi bị dính quá mọi người, rất là khó lấy ra luôn. Nhưng mà điểm cộng chắc có lẽ là do cái dây ngọc trai kia làm cho mình kích, cho nên là mình quyết định order. Để bữa nào sau mình sẽ gắn cái em đơ này vô nè cho nó xinh, lại là màu vàng nữa, tại vì mình rất là thích màu vàng. Và tiếp theo cũng là một em case điện thoại hoa cúc luôn, nó coi như nó đồng bộ luôn cái với cái case điện thoại kia, cho nên là mình mới quyết định là mình sẽ order món này, tại vì nó có một dây đi kèm và một em case màu trắng như thế này. Thì cái em này được một cái là mình thấy rất là dễ bỏ vào cái AirPods của mình, rất là ok nha. Cái này là mình mua trên toàn bộ trên Shopee nè, do là sale 6/6 cho nên là thôi là tốn tiền, không biết là thấy sao mình có vượt qua nổi cái sự shopping của trên Shopee không nữa. Nếu các bạn thích những cái mẫu như thế này thì có thể comment, sau đó mình sẽ để link ở trên cái bio cho mấy bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha.